kính chào anh chị phiên ngày hôm nay là một phiên rất đặc biệt của thị trường khi trong phiên sáng ngày hôm nay thì xuyên suốt từ đầu phiên cho đến cuối phiên là một cái xuống giao dịch trong chiều đi xuống Mặc dù thì mức giảm điểm của thị trường không lớn lắm, tuy nhiên là áp lực bán lên những cổ phiếu thì lại tương đối lớn khi nhiều cổ phiếu đang ở trạng thái gãy khỏi nền, rơi khỏi nền với mức giảm từ 2 đến 3% và có một số cổ phiếu là nhiều hơn. Tuy nhiên thì đến phiên chiều thì đã có dòng tiền vào và giúp cho thị trường đã bật tăng 15 điểm kể từ cái mức giá thấp nhất, từ cái mức điểm số đang âm khoảng tầm từ 7 đến 8 điểm thì kết phiên thị trường đã tạo ra một phiên kết phiên tăng 7 điểm với sự phát động của nhóm từ đến từ nhóm bất động sản và giúp cho thị trường đã hồi phục cũng như là rất nhiều các cổ phiếu đã tạo ra được phiên rút chân khá là tốt. Thế vậy thì phiên ngày hôm nay có phải là một phiên wash out hay không? Và nếu như thị trường wash out thì trong những phiên tới sẽ diễn ra như thế nào? Và khi nào thì là thời điểm mà chúng ta có thể mua mới một cách an toàn? Thì tất cả sẽ có trong video ngày hôm nay. Dạ vâng, kính chào quý anh chị nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh youtube Tùng Lê EZT ok đầu tiên chúng ta có thể thấy được là uh, sau những cái phiên điều chỉnh vừa qua thì phiên sáng ngày hôm nay thị trường của chúng ta uh, giao dịch mặc dù là cái mức giảm điểm trong phiên sáng ngày hôm nay thì nó không lớn lắm tuy nhiên là cái xu hướng từ đầu phiên cho đến cuối phiên đó là một cái xu hướng đi xuống đúng không ạ và điểm số thì kết phiên sáng chỉ giảm độ 7 đến 8 điểm thôi nhưng mà cái áp lực bán đối với thị trường trong phiên ngày hôm nay thì thực sự nó không hề nhỏ một chút nào cả đúng không ạ à, tuy nhiên thì đến phiên chiều thì các anh chị có thể thấy được là với sự phát động của một số cổ phiếu thuộc nhóm bất động sản mà đứng đầu đó là đầu tiên đó là cổ phiếu Dg là cổ phiếu phát động cho cái nhịp hồi phục trong phiên ngày hôm nay và cổ phiếu này cũng là cổ phiếu mà tăng dư trần đầu tiên của thị trường sau đó thì kéo theo với những cổ phiếu khác cũng tăng theo thí dụ như là PDR hoặc là uh, NHA uh, hoặc là Shell đúng không ạ và nhiều những cổ phiếu khác đó thế thì um, với sự phát động này thì các anh chị thấy được là không chỉ nhóm bất động sản mà những nhóm cổ phiếu khác cũng có những sự ứng thí dụ như là nhóm uh, ngân hàng với khá nhiều cổ phiếu hôm nay cũng kết phiên ở mức giá cao nhất thí dụ như là thí uh, dụ như là cổ phiếu uh, Tiên Phong Bank hoặc là ACB Uh, CTG hoặc là một số những cổ phiếu khác, đúng không ạ? Thế thì uh, thực sự là phiên ngày hôm nay có phải là một phiên WhatsApp hay không? Thì Tùng Lê sẽ phân tích với các anh chị về những cái điểm tốt và những điểm chưa tốt của phiên ngày hôm nay để các anh chị có thể nhận diện được và đưa ra được uh, những cái góc nhìn cũng như là đưa ra những quyết định phù hợp cho tài khoản của mình, các anh chị nhé. Thứ nhất là phiên ngày hôm nay. Uh, về mặt những cái điểm tốt thì tùng lê đánh giá là có nhiều cổ phiếu tạo ra trạng thái giống washout tùng lê sẽ nói là giống washout chứ chưa nói là washout các okay, chị nhé lý do tại vì sao thì lát nữa tùng lê sẽ phân tích với anh chị uh, thứ nhất đó là thí dụ như cổ phiếu fts đã có những thời điểm thì cổ phiếu này đã rơi khỏi nền đúng không ạ đã rơi khỏi nền rồi tuy nhiên thì dòng tiền uh, ở phiên chiều uh, tham gia vào cổ phiếu này giúp cho cổ phiếu này hồi phục và rút chân lên từ cái mức giảm khoảng đâu đấy khoảng tầm 2, hơn 2% đúng không ạ, hơn 2% thì đến kết phiên là cổ phiếu này bật tăng ngược trở lại và tăng khoảng tầm là 0,69% đúng không ạ và lấy lại được cái vùng nền. Hoặc là thí dụ như CTS, đó, hoặc là một trong những dạng cổ phiếu mà nó watch out theo dạng là phiên như là PDR đúng không ạ. Hai phiên vừa qua là hai phiên rơi khỏi nền và uh, xác nhận cái mẫu hình vai đầu vai. Tuy nhiên ngày hôm nay thì cổ phiếu đã bật tăng ngược trở lại bật tăng trần và lấy lại được cái vùng nền như thế này đó thứ hai đó là các cổ phiếu ngân hàng có sự bật tăng tốt và đóng nến cao nhất thí dụ như là stb stb hôm nay cũng bật tăng lên tới là gần ba phần trăm và kết phiên cao nhất với thanh khoản vào nó cao hơn trung bình 20 phiên hoặc là thí dụ như tiên phong banh đúng không ạ tiên phong banh thì hôm nay cũng kết phiên gần cao nhất phiên với cái thanh khoản gia tăng so với khoảng tầm ba bốn phiên ở đây đúng không ạ đó còn đối với nhóm bất động sản thì đầu tiên chúng ta phải nói tới là dg là tăng trần PDR tăng trần NHA tăng trần đúng ạ với cái dòng tiền vào nó khá là tốt tức là nó ở trong cái mức thanh khoản nó cao hơn trung bình 20 phiên là điều tương đối tốt tuy nhiên ngược lại thì tùng lên đánh giá là mặc dù phim nay tạo ra những trạng thái giống như giữ bỏ tốt nhưng mà vẫn còn một số những cái uh, dấu hiệu nó chưa thực sự tốt tại sao chưa thực sự tốt bởi vì thứ nhất là cái nhịp tăng vừa qua cái nhịp tăng vừa qua của thị trường là nhịp tăng được phát động bởi nhóm ngân hàng. Đúng không ạ, bởi nhóm ngân hàng là nhóm mà sẽ có khả năng kéo chỉ số của chúng ta sẽ vượt vùng 1300 và tạo ra một cái sóng mới. Thì dòng tiền hôm nay lại không phải đến từ nhóm ngân hàng và không phải uh, cái sự phát động nó không phải là đến đầu tiên từ nhóm ngân hàng mà nó lại là những nhóm cổ phiếu dưới như là uh, DG đúng không ạ. Thì các chị thấy thí dụ nhiều cổ phiếu tăng tốt như là Tiên Phong Banh hoặc là thí dụ như MBB CTG ACB hoặc là Techcombank Thì các anh chị thấy được cái thanh khoản Của những cổ phiếu này Nó không thực sự là quá lớn Và duy nhất chỉ có là STB Là cổ phiếu nó cho thấy được là cái thanh khoản Vào tốt trong phiên ngày hôm nay thôi Còn những cổ phiếu như Tùng Lê vừa có đề cập với anh chị Thì cái dòng tiền vào trong phiên ngày hôm nay Nó vẫn ở mức khá thấp Thí dụ như MBB uh, Thanh khoản ở mức dưới trung bình 20 phiên uh, CTG cũng tương tự như vậy Hoặc ACB Hoặc là thí dụ như Minh Thì vẫn ở những cái mức nó nó khá là thấp Đúng không ạ? Do đó thì đây là một cái điểm mà Tùng Lê đánh giá chưa cao Tùng Lê đánh giá chưa cao Và nếu như thị trường của chúng ta mà phiên này thực sự là một phiên watch out Thì chúng ta sẽ cần phải thấy được là cái sự phát động nó sẽ đến từ những cái nhóm cổ phiếu ngân hàng Và nhóm này sẽ phải là nhóm mà tạo ra cái nhịp chạy số 2 Thì khi đó thị trường của chúng ta sẽ bước vào một con sóng rất lớn Đúng không ạ? Tức là nếu như mà một nhóm cổ phiếu như nhóm ngân hàng sau một giai đoạn thời gian vừa qua là một giai đoạn mà Tùng Lê đánh giá là sau nhịp chạy đầu tiên thì nhóm ngân hàng đã có một thời gian tích lũy là đủ dài rồi. Đó là đã có khoảng tầm từ 2 đến 3 tuần tích lũy là một khoảng thời gian đủ dài để cổ phiếu có thể tiếp tục tạo ra một đá tăng mới, đúng không ạ? Thì nếu như thực sự mà thị trường của chúng ta tạo ra một con sóng tăng mới tiếp theo thì nhóm ngân hàng phải là nhóm phát động và phải là nhóm mà thể hiện được sức mạnh trong những phiên tới. Đó, nếu như những cổ phiếu như STB, Tiên Phong Banh hoặc là MSB và một số những cổ phiếu khác mà nó tiếp tục tạo ra là tăng trong những phiên tới vượt đỉnh thì khi đó thị trường của chúng ta sẽ có cơ hội tạo ra được một cái con sóng tăng rất mạnh phía sau khi thị trường bước qua vùng 1300 bởi vì khi nhóm banh mà tăng thì cái điểm số tác động lên nó sẽ rất là lớn và hiện tại thị trường của chúng ta đang ở vùng là 1286 tức là chỉ cách cái vùng 1300 đến 1305 đâu đây có khoảng tầm 15 20 điểm thôi là một cái mức điểm số nó không phải là quá lớn. Và khi nhóm ngân hàng mà kéo tạo ra một cái nhịp tăng số 2 thì nó sẽ rất dễ dàng để có thể kéo thị trường của chúng ta vượt được cái điểm số 1305. Đúng không ạ? Đó thì đấy là những cái điều mà chúng ta cần lưu ý. Tuy nhiên là nó vẫn còn những cái điểm chưa tốt như Tùng Lê vừa chia sẻ với anh chị và cũng có những cái trường hợp cũng có những cái trường hợp đó là mặc dù là rút chân xong mặc dù rút chân xong thì vẫn có những trường hợp đó là thị trường hoặc là cổ phiếu lại quay đầu điều chỉnh chúng lên lấy ví dụ như là cổ phiếu MWG. đấy ạ ví dụ như là sau khi vượt đỉnh cổ phiếu này cũng đã có một nhịp giai đoạn đi ngang đây dạng đi ngang sau đấy cổ phiếu này cũng có một phiên có những thời điểm cổ phiếu này đã giảm 2 ba trong cái phiên ngày 27 tháng 8 nhưng mà anh chị thấy là cổ phiếu rút chân lên tạo ra một cây nến xanh và kết phiên ở mức giá cao nhất với một cái thanh khoản nó nó lớn hơn trung bình 20 phiên là mức thanh khoản cao đúng không ạ? Tuy nhiên là sau đấy thì cổ phiếu MWG nó không tiếp diễn tạo ra đà tăng thì mà cái ngày hôm sau lại là cái ngày mà quay ra điều chỉnh đúng không ạ? Các anh chị nhờ tư nào chúng ta theo dõi các video của Tùng Lê thì Tùng Lê cũng đã có phân tích rất kỹ về cái cây nến ngày 28 tháng 8 các bạn mặc dù là cây nến hôm sau cũng là một cây rút chân nhưng mà tùng lê không đánh giá cao bởi vì là sau cái cây rút chân ngày 27 tháng 8 nếu như thị cổ phiếu mà thực sự tạo ra một phiên watch out thì ngày hôm sau là phải trồng nến và tạo ra là tăng tiếp theo đoạn đã sẽ phải tạo ra là tăng luôn trong những phiên sau nhưng mà trong những phiên sau không tạo ra là tăng mà quay ra điều chỉnh cho những nhà đầu tư nào bán bán trong cái phiên ngày 27 tháng 8 này thì đều có cơ mua lại thì sau đấy các anh chị thấy được là cổ phiếu nó không tạo ra là tăng và quay ra một xuống điều chỉnh đúng không ạ? Hoặc là thí dụ như cổ phiếu TNG. Đây, cũng tạo ra một cái phiên rút chân nhìn trông rất là dài với thanh khoản lớn, trông như là một phiên wash out, nhưng mà ngày hôm sau lại bị bán ngược trở lại thì cái xu hướng phía sau nó sẽ là xuống điều chỉnh. Đó, do đó thì với thị trường của chúng ta, nếu như thực sự thị trường của chúng ta phiên ngày hôm nay mà tạo ra một phiên wash out thì trong những phiên tới ít nhất là phải từ phiên thứ sáu và phiên thứ hai Thị trường phải bật tăng và sẽ phải vượt qua luôn vùng 1.300. Trong tổng nay đánh giá là chỉ khoảng tầm 2 phiên tới là phải vượt qua khỏi vùng 1.300. 2 đến cùng lắm là 3 phiên tới là phải vượt qua. Thì khi đó thị trường mới xác nhận tạo ra một con sóng tăng phía sau. Và đây nếu như điều này diễn ra thì nó sẽ là một cái ở con sóng tăng chính và cái sóng chính của thị trường khi mà rất nhiều lần thị trường đã không vượt qua đồng 300 thì khi vượt qua thì sẽ lôi kéo được một cái dòng tiền đã trực chờ bên ngoài rất là nhiều rồi đúng không ạ bởi vì rất nhiều nhà đầu tư rất nhiều dòng tiền là đang e ngại cái vùng 1.300 và không dám giải ngân thì đến khi mà thị trường vượt qua vùng 1.300 thì sẽ lôi kéo được rất lớn một cái lượng dòng tiền đang đứng chờ ở bên ngoài đó thì đó là những yếu tố mà mà tôi đánh giá là chúng ta cũng sẽ phải chờ đợi còn vẫn sẽ có những trường hợp đó là sau phiên rút chân này thị trường quay đầu điều chỉnh trở lại. Thì đó là những cái kịch bản mà Tùng Lê đánh giá không tốt. Và quan điểm của Tùng Lê đó là Tùng Lê không, không dự đoán thị trường. Tùng Lê không biết là ngày mai thị trường tăng hay giảm. Mà Tùng Lê sẽ dựa vào những cái tín hiệu mà thị trường gửi gắm cho chúng ta. Thị trường như thế nào? Thị trường xuất hiện những cái tín hiệu mới như thế nào thì chúng ta cũng cần phải update theo những cái diễn biến của thị trường và chúng ta không cố bảo thủ theo một cái suy nghĩ uh, chủ quan của cá nhân hay là theo một cái quan điểm của cá nhân, các anh chị nhá đó. vậy thì đó là những quan điểm của tổng lê. vậy không biết là cái quan điểm của anh chị như thế nào, các anh chị có thể để lại ý kiến ở phần bình luận để chúng ta có thể là trao đổi uh, xem là có những cái phương án nào hoặc là có những kịch bản nào sẽ là kịch bản tối ưu và thị trạng thái thị trường hiện tại đang như thế nào, các anh chị nhá ok. vậy thì với việc là nếu như thị trường của chúng ta thực sự tốt thì liệu là chúng ta sẽ mua như thế nào thì theo quan điểm của Tùng Lê là cái việc mà hiện tại thị trường vẫn chưa vượt được cái vùng 1.300 nó vẫn là một trong những yếu tố nó tương đối là nhạy cảm danh giới giữa đúng và sai trong cái dạng này nó sẽ tương đối là mong manh nên Tùng Lê vẫn sẽ ưu tiên với việc đó là chúng ta sẽ lựa chọn mua khi cổ phiếu có nhịp điều chỉnh nhiều hơn là chúng ta sẽ mua trong những phiên bùng nổ Tùng Lê lấy ví dụ như là chúng ta có thể uh, canh mua những cổ phiếu mà bật tăng tốt trong phiên ngày hôm nay nhưng mà nó sẽ có những nhịp điều chỉnh. Ví dụ như là cổ phiếu DXG. Đây ạ. DXG là cổ phiếu phát động. Nếu mua chúng ta hãy mua những cổ phiếu phát động là những cổ phiếu khỏe nhất đúng không ạ? Thì khi mua những cổ phiếu khỏe nhất nó sẽ đem lại những cái sự an toàn, cái vị thế an toàn hơn cho tài khoản của chúng ta hơn là những cổ phiếu tăng theo các anh chị nhá Thì với cổ phiếu DG thì chúng ta mua như nào? Với việc cổ phiếu nó đã bật tăng mạnh và tăng trần như này rồi thì Tùng Lê sẽ không khuyến nghị các anh chị mua nữa nhưng chúng ta sẽ mua được nếu như nó diễn ra giống như những kịch bản ví dụ như là cổ phiếu pet đây ạ pet có một phiên bật tại nền tăng rất mạnh sau đấy có hai phiên điều chỉnh hai phiên điều chỉnh sau đấy thì cổ phiếu đã có một phiên bật tiếp hoặc là thí dụ như là hdc các anh chị có thể thấy là cổ phiếu cũng bật tăng một phiên bật tăng một phiên với tài khoản lớn điều chỉnh ba phiên sau đấy là bật tăng tiếp đúng không ạ hoặc là thí dụ như cii cũng một cái trạng thái tương tự tức là cũng có một phiên bật tăng rất mạnh với thanh khoản lớn nhưng sau đấy đều quay ra điều chỉnh đó điều chỉnh xong thì khi đó cổ phiếu mới bật tăng tiếp được thì chúng ta sẽ chờ đợi là cái nhịp điều chỉnh của cổ phiếu thì khi đó chúng ta mua nó sẽ an toàn hơn rất là nhiều cái chị nhá còn đối với trạng thái trong phiên ngày hôm nay thì để đưa ra được trạng thái có phải watch out hay không thì Tùng Lê sẽ không đưa ra nhận định mà chúng ta sẽ phải chờ đợi những tín hiệu của thị trường bởi vì trong quá khứ thì có những trường hợp ví dụ như là các anh chị sẽ thấy được là có những trường hợp là cổ phiếu rơi xong đã cổ phiếu rơi khỏi nền xong bật tăng ngược trở lại giống như cổ phiếu PDR bật tăng trần nhưng mà vẫn có những trường hợp đó là cổ phiếu quay ra điều chỉnh sau đấy và tạo ra một xuống điều chỉnh ra chúng lên lấy ví dụ như là hồi năm 2022 đây thí dụ như cổ phiếu với cổ phiếu DG đây là cổ phiếu tung lên vẫn còn rất là nhớ sau một quá trình đi lên, đây cũng là một quá trình đi lên thì cổ phiếu này cũng tạo ra một cái nhịp đi ngang. Sau nhịp đi ngang này thì cổ phiếu xuất hiện một phiên gãy xuống, một phiên gãy thùng khỏi cái nền giá đi ngang này với một cái thanh khoản lớn ngày 22 tháng 8. Sau đấy ngày hôm sau cổ phiếu bật tăng luôn. Đó bật tăng luôn và đóng nến cao nhất phiên. Đúng không ạ? Đóng nến cao nhất phiên. Nhưng sau đấy cổ phiếu không tạo ra được đà tăng tiếp diễn. Không tạo ra được đà tăng tiếp diễn và quay ra điều chỉnh tạo ra một xuống giảm rất mạnh về sau đó do đó thì với phiên ngày hôm nay mặc dù nhiều, nhìn thấy là nhiều cổ phiếu như cts fts cũng tạo ra một trạng thái nhìn giống như là Ờ, uh, của phiên quát sao nhưng không đánh giá được đây là một phiên quát sao mà chúng ta vẫn cần phải chờ đợi thậm chí là có thể là ngày mai cổ phiếu có thể quay ra điều chỉnh luôn là điều rất bình thường giống như cổ phiếu mdg hay là uh, tng mà tùng lê vừa lấy ví dụ cho các anh chị đúng không ạ do đó thì thời điểm hiện tại tùng lê đánh giá là chúng ta hãy giữ một cái vị thế Ờ uh, trung lập chúng ta hãy đứng ngoài quan sát xem xem là phiên những phiên tới thì liệu thị trường có tiếp tục thể hiện được sức mạnh hay không nếu thị trường thể hiện được sức mạnh thì chúng ta hoàn toàn có thể có rất nhiều các cơ hội mà chúng ta không lo là chúng ta bỏ lỡ cơ hội các chị nhé bởi vì khi thị trường đã vượt 1.300 thì sẽ lôi kéo được rất nhiều dòng tiền vào và rất nhiều cơ hội mở ra cho chúng ta dạ vâng thì trên đây là những chia sẻ của Tùng Lê về mặt thị trường như là cổ phiếu nếu như các anh chị thấy hay thì các anh chị có thể bấm nút like và một nút ký kênh và các anh chị có ý kiến thì các anh chị có thể để lại ở phần bình luận để cho chúng ta có thể thảo luận và nâng cao kỹ năng hơn các anh chị nhé. Dạ vâng, Tùng Lê cũng xin được kết thúc video tại đây. Xin kính chào quý anh chị nhà tư nhé.